Xin chào tất cả quý vị, tôi tên là Lê Trương, hiện tại tôi là một y sĩ làm việc cho một cơ sở y tế cộng đồng. Hôm nay tôi muốn mang đến cho quý vị tất cả những thông tin về những dịch vụ mà chúng tôi đang có cho cộng đồng chúng ta, sẽ bao gồm có những dịch vụ liên quan tới COVID-19, y tế từ xa, dịch vụ nha khoa khẩn cấp và những nhà thuốc Tây mà chúng tôi đang có. Hiện tại, cơ sở của chúng tôi đang giúp cho cộng đồng bao gồm có screening hay còn gọi là xét nghiệm cho COVID-19. Hiện tại chúng tôi đang có những dịch vụ liên quan tới COVID-19 là chúng tôi đang có những dịch vụ thử nghiệm cho COVID-19 tại 3 cơ sở sau đây. Thứ nhất ở Edu Family Health Center, thứ hai là Scottsdale Family Health Center, thứ ba là Freeport Community Health Center. Về dịch vụ nha khoa khẩn cấp, nếu quý vị có những triệu chứng đau răng, nhức răng, sưng hoặc là bị nhiễm trùng, quý vị có thể liên hệ với cơ sở của chúng tôi để nhận dịch vụ nha khoa khẩn cấp, có nghĩa là được gặp trong vòng một ngày tại những cơ sở ở Helen, Alvin và Freeport. Chương trình dịch vụ y tế từ xa hoặc còn có gọi là telemedicine, có nghĩa là để giảm thiểu những khả năng của bệnh nhân tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19, chúng tôi có chương trình gặp bệnh nhân qua trực tuyến, có nghĩa là quý vị không cần phải đi đến trong văn phòng bác sĩ và quý vị có thể gặp bác sĩ qua trực tuyến bằng điện thoại hoặc máy vi tính. Chúng tôi cũng có những chương trình khám tổng quát, khám định kỳ cho tất cả mọi lứa tuổi, từ trẻ em cho tới người lớn. Và chúng tôi cũng có chương trình cho chăm sóc tiền sản cho những phụ nữ mang thai. Về những nhà thuốc Tây, hiện tại chúng tôi có chương trình gửi thuốc Tây đến cho quý vị qua bằng đường bưu điện, hoặc quý vị có thể tới cơ sở thuốc Tây để nhận thuốc. Chúng tôi nhận chip Medicare, Medicaid, tất cả các loại bảo hiểm, và quý vị có thể tự trả bằng tiền mặt. Để truy cập bất kỳ những dịch vụ nào được nhắc đến ở trên, quý vị có thể liên lạc với cơ sở của chúng tôi tại số điện thoại 281-824-1480, hoặc quý vị có thể truy cập vào trang web của cơ sở tại